Đây vừa ra lò ba ổ bánh mì. Mời các bạn nhìn đẹp không? Này nho và không nho. Bây giờ nhìn không biết ổ nào có nho và ổ nào không có nho luôn. Đây nó đã nở gần đầy khuôn rồi nè, rồi các bạn sẽ đem ra, các bạn bật lò nướng đậy nắp lại nhé. Hôm nay bánh mì đẹp long lanh. Tắm hai lần. Vì tay tôi rất mỏi. Vai cũng rất đau. Cần tay tôi đang khổ tột độ.